Tình huống này chính là bước ngoặt lớn nhất trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội trên sân Lạch Tray vào tối ngày 13 tháng 3. Đối mặt với tiền đạo Jimmy Linh trên chấm phạt đền, thủ môn Bùi Tấn Trường đã có pha cản phá xuất sắc giúp Hà Nội FC không phải nhận bàn thua trước. Hơn thế nữa, Tấn Trường đã tiếp thêm sự tự tin và cảm xúc thăng hoa cho các đồng đội để giúp họ ghi bàn mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay. Chia sẻ về tình huống bắt 11m, thủ môn Bùi Tấn Trường cho biết: "Tôi thấy Jimmy Linh đã phạt đền nhiều mùa giải gần đây. Tôi thấy cậu ta chỉ có đúng một góc sút nửa lòng về phía góc trái của thủ môn. Tôi biết Linh sẽ đá penalty mỗi góc đấy. Tôi cố bắt bài. Quả thực lúc đấy tôi bay hơi lố, bóng đi sệt nên cố đưa chân ra đỡ và thành công. Đó cũng là tình huống thay đổi cục diện trận đấu. Ở mùa giải V-League 2020 khi gia nhập Hà Nội FC, trong 14 trận đấu mà Tấn Trường bắt chính cho Hà Nội, anh chỉ để lọt lưới có 8 bàn bằng số bàn thua mà đội bóng thủ đô phải nhận trong 6 trận trước đó, khi thủ môn Văn Công đảm nhận vai trò người gác đền. Thủ thành người Đồng Tháp có 8 trận giữ sạch lưới, xếp thứ 2 trong số các thủ môn ở V-League 2020, chỉ kém Nguyên Mạnh 10 trận. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ giữ sạch lưới thì Tấn Trường thậm chí còn trội hơn với 57%, trong khi tỷ lệ của thủ thành Viettel chỉ là 50%. Khép lại mùa giải 2020, Hà Nội FC giành được cúp quốc gia và cán đích ở ngôi vị Á quân V-League 2020. Tỏa sáng đúng lúc khi Hà Nội FC gặp khó khăn, Tấn Trường đang cho thấy anh là một vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, bất chấp thủ thành người Đồng Tháp đã bước sang tuổi 35. Ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Văn Lâm luôn là lựa chọn số 1 ở vị trí khung thành. Trong đợt tập trung trước Tết Nguyên đán, chiến lược gia người Hàn đã tiếp tục điền tên những Nguyên Mạnh, Tấn Trường và Văn Toản vào danh sách nhằm tăng tính cạnh tranh. Thủ môn Văn Lâm sau khi chia tay Muang Thong United để đầu quân cho câu lạc bộ Cerezo Osaka vào tháng 1 năm 2021, nhưng anh vẫn chưa thể sang Nhật Bản để ra mắt và thi đấu. Thủ môn sinh năm 1993 bị mắc kẹt tại Thái Lan do chính phủ Nhật Bản chưa mở đường bay trở lại. Hàng ngày chỉ có thể tập luyện duy trì ở phòng gym, chạy bộ và đạp xe. Việc không được ra sân thi đấu thường xuyên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ cũng như cảm giác bóng. Trong khi đó, Tấn Trường hàng ngày vẫn luyện tập và thi đấu cùng đội bóng thủ đô. Với kinh nghiệm và chuyên môn tốt, anh luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. So với hai người đồng nghiệp còn lại là Nguyên Mạnh và Văn Toản, Tấn Trường có lợi thế hơn ở thể hình với chiều cao tới 1m89 và sải tay dài. Đặc biệt, thủ thành sinh năm 1986 này còn có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và phát động tấn công rất nhanh. Với màn trình diễn ấn tượng trên sân Lạch Tray vừa qua, khi được thầy Park theo dõi, Tấn Trường đã ít nhiều ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu tiếp tục giữ phong độ, thủ thành quê Đồng Tháp có thể sẽ được chiến lược gia người Hàn trao cơ hội tại những trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Và biết đâu, vị trí số 1 thủ môn đội tuyển Việt Nam sẽ gọi tên anh.